Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới hiện nay, thì chính phủ đã yêu cầu người dân nên hạn chế ra đường và nếu phải đi thì nên tự phòng bị cho bản thân thật tốt như đeo khẩu trang và rửa tay xịt khuẩn. Trong clip chia sẻ này, mình xin hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc mũ bảo hộ có màng che chắn trước mặt để phòng dịch an toàn hơn nhé. Với những người hay phải ra đường hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 như các cán bộ công an, bộ đội gần vùng cách ly, các nhân viên y tế và các bác sĩ thì chiếc mũ này là vô cùng cần thiết đấy. Sau đây là phần chuẩn bị nguyên liệu để làm mũ. Trước tiên các bạn hãy chuẩn bị một miếng xốp mỏng, loại xốp dùng trong việc làm đồ chơi cho mầm non nhé. Tiếp theo là một mảnh bóng kính, các bạn có thể mua tại các hàng bán đề can và giấy dán tường đều có. Tiếp theo chuẩn bị một đoạn chun bản rộng 2 cm, một chiếc súng bắn keo, và một chiếc kéo nữa. Các bạn chuẩn bị tiếp cho mình một miếng mút xốp mỏng kích thước là 32 x 2 cm dùng để lót vào phần trán của mũ. Nào bây giờ chúng mình hãy cùng bắt tay vào làm mũ bảo hộ chống dịch COVID-19 nhé.
Vậy là chỉ cần một vài bước làm đơn giản, các bạn đã tự làm cho mình một chiếc mũ bảo hộ cần thiết khi đi ra đường trong mùa dịch này rồi đấy. Nếu các bạn thấy video này có ích, hãy like, chia sẻ để mọi người cùng làm theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên click vào nút subscribe của kênh ăn củ tỏi Do Yourself để trở thành người đầu tiên được xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip chia sẻ tiếp theo.